bì nọng xương điếp tài nài tỏi và bì nọng số búng biên và tài nài hết tối biến bài búng tôm khỏ số búng tôm biên cương bộ đội biên phòng đăng trí tài văn tài cắp sạt tỏi và bì nọng dân tộc tò bài cần lục của bản còn này, bài cần lính mì quân hàm kheo đà sử chăn thuần thêm về bì nọng cần dân và sài căn tàng có bang hưa bì nọng cần dân hết kinh mối kinh tế xã hội xe vành tà siêu rác Đại úy Nguyễn Vũ Lê, chính trị viên phó đồn biên phòng Xuân Trường, là cương sùng của lực lượng bộ đội biên phòng. Tỷ búng biên cương của tổ quốc cả này đa bên búng phương, pì nọng bà dân tộc là pì nọng tem căn. Tỷ lè mòn lê thúc sần hở đại úy Nguyễn Vũ Lê, sơn khí hết đây bài nhiệm vụ đại sao. bây thân bài bản búng biên nhàng lai khó khăn dù cả bàn cà lò này là công việc sườn lì của đại úy nguyễn vũ lê tối và Ram liếp lý mùng sườn và bác nâng cầu liếp bét cần tuần thầy vấn bác là sườn khó cà lò là bàn nâng trang bài bản khó khăn nhất của xã khánh xuân huyện bảo lạc Bấu mì tàng, xe bay tẻo, bấu mì điện tèm lùng, bấu mì trạm y tế, bấu mì sóng điện thoại nằm sinh hoạt cùng xiêu xuốn và xe bang hưa pỉ nọng Cần dân xấu cả lò thoát đầy khó vẫn đang lý lẻ mòn chăn trọng ngỏ sông số tình búng phe sung cần dân ái thuồn lè táng đam chay táng liệng táng kinh ái thuồn bài tình của bị nọng dân bấu khai đài óc vàng nọc vì tàng xe bay tèo bấu mì mon sau hí tỏi và thình nầy trang bày bươn ngoài này của công tác xấu bóng biên quay lì và khó khăn nhất của tỉnh. Đại úy Nguyễn Vũ Lê đã tài nài bang hưa biển nạo cần dân hết bài mô hình xe vành tả liều xác. Nhông cán bộ xám pi ón, tỏi và bài khó khăn, trọng ngò, toàn nhóm quyết liêm của đồng bào bài dân tộc số nấy đã bang hử trại cùng mắn lành hơn số bốn biên quay xì của Tổ quốc. Bà con thì trong này điều kiện khó khăn như vậy. Thì... thì mà thương tỷ phương và cá nhân khói bay thân bài bán lấy han đáy bài, bài than ná của bài Lan sấy Bị nòng cần dân trang lấy là chăn khó khăn bởi này tứ tỷ lè khói cùng táng cả đang lầu. Lê Cần Lính, lèo Mì bài, bài, viết bài, viết bài, viết bài viết việc hết quyết bài liêm bài hơn, xe Bang hưa, nói bay đày bài, bài khó khăn hờ bị nào cần dân số bán, nhất là bán búng biên. Và thương tối và bình nào cần dân chắc đấy bài mòn khó khăn tì, Lê Khói cũng đã tham mưu hứ bài đồng chí đảng ủy, ban chỉ huy, cùng thu cả cấp ủy chính quyền, tỷ phương, hết đây công tác tuyên truyền, xe tối biến mòn nắm hờ bị nào tốt cần tốt dân số bán tứ tỷ tạt óc bài xài pháp mì bài việc hết chăn đầy, lỏng liệt biển cần dân xe hết kinh đam chay loan vang, biển cần bài dân trưởng trào khi và chống tó bao sình mưa thương rác dân hứ bài tô cúa và xe tăng có đầy bàn còn búng tuyên mán thành bấu tan số cà lò tối và tinh thần búng biên là tỷ phương pìnòng và dân tộc là pìnòng san xích đại úy lê và đồn biên phòng xuân trường đã triển khai lai phong trào mô hình bang hưa pìnòng cần dân và pìnòng dân tộc nói cần hết kinh có phấn phản tả liều giác số búng biên tăng có thế trận biên phòng tầng dân trang tỷ pìnlong xuyên nhị lam trai đã trực tiếp tham gia bang hưa nọng cần dân lô sau mùa màu đầy nhị liếp hà văn công và cáp sạch xe chuyển làng cọc óc quê lườn rú đầy lý mùng lườn cáp sáu đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đoàn cao bằng và nhà tài trợ ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh hai bà trưng hà nội tổ chức thiết kế lắp đặt lam liếp hạ đèn năng lượng mặt trời và tặng lam liếp lý bỏng đèn tích điện sáu thuần tài sổ trên tỉnh Bắc Triệu Minh hử Bình ngọc cấn dân số bản cà lò xạ Khánh Xuân tứ bài sám đủ của việc hết khéo mô hình này Tời lòng của Bình ngọc cấn dân số búng biên tướng sám đẩy tài khẩn Bình ngọc On xem mưa tời lòng và sẵn xem khảo mòn tài này bang hưa của bộ đội biên phòng Trang công tác ngoài quản bao sình chủ quyền an ninh búng biên xác định xe tàu cóp khẩu công cuộc vành tả liều xác số bóng khó khăn cùng lục cá xe biển cần dân ngám lim tham gia tài nải phong trào tàng dân ngồi sực chủ quyền lãnh thổ an ninh búng biên lè lèo chắc đầy mòn ngư lượng của biển cần dân đại úy lê tứ việc lon phối tiếng dân tộc và tứ chắc nòi thân chắc máu hù mưa tiếng của dân tộc và bền cần săn xích của ảo, dân số bản. Lai Pi Cát Lạc Tói và Búng Biên Xuân Trường, Đại úy Nguyễn Vũ Lê Sường Lì hết đây nhiệm vụ đại sao, tham gia đây tói và bài thình tội phạm, và trang tỷ bài tội phạm mưa buôn lão phèn, góp phấn ao mà đài tời lòng ổn an hử bị nọng cần dân và bài xì đại vắng trài nhằng son sam thêm mưa bài tàng trưởng cháu đâm chay tài nải bang hưa chính quyền và tỉ não cần dân mưa bài mô hình hết kiến mới Lai vươn khẩn thoát khó trang lý hết việc lai pi liền chập đại úy nguyễn vũ lê đã đại nhìn danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở sai tỷ nhấn lai like bằng khen chỉ khen của bài cấp bài ngành pi Long xin nhỉ Lam trai nhàng đầy công nhận là gương sùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng sám pi ón từ khi về đây nhận công tác đồng chí lê rằng tứ khi mà Thấy, nấy nhìn công, công tác đồng chí lê sùng tứ hết đầy động, và đánh. cả khẩn là cần cán bộ sám pi ón cho đánh công tác vận động quân đánh chúng đánh đồng chí sương lì sở tói và bị nạo cần dân và tài nài ba khưa pì cần dân pì nồng cần dân đánh phá chăn đê mừa mòn cát lạp của đồng chí và xài sáu bộ đội biên phòng và pì nạo cần dân trang việc ngoài sưởng chủ quyền an ninh bùng biên mai ca nhắn lai like khó khăn tàu cả này tời sòng của bì cần dân và dân tộc số này đang xí mì bài mòn tối biến rõ ràng lai phong tục tập quán cùng đà đầy tà pây mòn sấn điếp của bì cần dân đà bền bài mòn thúc sần xe cần lính quân hàm kheo nguyễn vũ lê đầy khám quá bài khó khăn hết đây nhiệm vụ của bộ đội cụ hồ và các căn chặt rọ hơn thêm mừa. Bình nòng cần dân tỏi và bộ đội biên phòng chào bình bài mòn bay khẩn trang sự nghiệp ngoài sực mắn táng chủ quyền an ninh bóng biên của quốc gia